Rồi, xin chào các anh chị và các bạn đã quay lại kênh của mình đó. Hôm nay mình có vài món đồ mình làm clip gửi đến anh chị các bạn tham khảo. Đầu tiên là cái số 1 nha, cặp thước nó có lỗi nha các bạn. 280 nha cặp thước. Con Mitu Toyo da băng hết. Con này 2 tấc. À, bị lỗi nè các bạn nhìn kỹ. Mũi này không được nhọn nha. À, mũi không nhọn. Đầu đây bị bên được nó dạt đi một tí nha các bạn thấy không? Này về các bạn có thể chỉnh sửa lại được. Thiếu một con ốc với lá đồng, mình bán xác mà. 2 cây 280. Thì con này nó tới 3 tấc nữa các bạn. Mà cũng có lỗi luôn. 3 tấc mà lỗi là lỗi đặc biệt là cái ở đây nó có hợp kim nữa. Nếu mà con này liền lạc giá trị rất là cao nha. Có hợp kim chống mòn á. Nó lỗi là nó gãy cái thước cái thanh đo độ sâu nữa các bạn, nó mất luôn cái thanh đo độ sâu rồi. Mình để mình lấy phụ kiện mốt mình gặp cây nào có mình lấy gắn được, này nó tán bằng cái chốt trong đây nó xúc ra nó mất luôn đó, nên mình bán thanh lý luôn đi. Ốc này còn ha, mà hai con ốc này bị cứng nè. Về các bạn muốn chính xác á thì các bạn phải canh lại con hai con ốc với cái lá đồng trong này nha, có lá đồng nha, con này có con kia mất. Rồi bán cặp này 280, mũi hợp lưỡi hợp kim nha, đến hợp kim chống ngòn á, 3 tấc với một em 1 tấc, em 2 tấc, hai con lỗi hết, mình bán 280. Mấy cái đồ bên đây của mình xài. Rồi số 1 280.000. Số 2 một con dao rọc dây điện 220 nha. Con này đẹp lắm mà có cái lỗi nha, con cũng có lỗi mà. Sa băng đàng hoàng à. Dài 2 tấc nha. Lỗi đây. Cái mũi nó có một cái dấu, một dấu một. Rất là bén trên từ trên xuống dưới nè. Đẹp hết. Đây có một cái dấu nhỏ, mẻ nhỏ nè đó. Mình bán 220. Đồ mình bán giá mình ghi rõ ở đây nha các bạn, không có bao ship. Con số 3 là một con dao xếp, dao ship 160.000. Gồm có một lưỡi dao. Để mình lấy cái thước để sẵn có gì kéo cho anh em dễ hình dung. Thân là dài 90 nha. Còn tổng chiều dài mở dao luôn là 2 tấc nha, mở hết ra luôn á. Thì con này nó gồm một lưỡi dao lớn, một lưỡi dao nhỏ. Inox rất đẹp nha các bạn. Đó, một cái đồ khui gì nè. Khui châm ban nè, đây có lưỡi dao nhỏ đó nè. Đây có con vít dẹp. Đó, thì cái cây này mình bán 160.000, có móc dắt chìa khóa nè. Về các bạn vệ sinh nhẹ lại để cho nó bật ra bật vô nó nhẹ nhàng. Này mình chỉ rửa sơ thôi, mình không có vô cái gì hết. Đó. 160.000 móc chìa khóa. Thì con này cái trên lưỡi inox rất là sắc sảo các bạn. Nhưng mà có thương hiệu nè, Minami nè. Mình search lên là mình thấy cái này là đâu trong nhà hàng hay là cái hội gì của Nhật á. Nhưng mà nó không có ghi, không có đóng dấu trên thân inox lưỡi dao. Mà các bạn về các bạn mở ra coi lưỡi rất là sắc sảo á. Chứ nếu mà lưỡi nó làm thô là mình không có lấy đâu. Nó làm quá đẹp. 160.000. Số 4 là bốn cái lưỡi cưa kiếm các bạn. Bốn lưỡi cưa kiếm, lưỡi dài nhất là cưa gỗ 2 tấc 2, lưỡi thứ hai là cưa sắt 1 tấc rưỡi, rồi lưỡi này là cưa gỗ mịn 1 tấc 7, rồi lưỡi này cưa sắt 1 tấc rưỡi luôn, hơi cũ nha. Có lưỡi này hơi cũ thôi, có một lưỡi cưa sắt này cũ thôi, còn lưỡi này mới nè, cưa gỗ mà mịn đó, bén lắm, chưa xài. Lưỡi này cũng chưa xài luôn, có xài là nó trầy rồi. Lưỡi này cưa gỗ có sử dụng rồi còn bán. Bốn lưỡi mình bán 100.000. Số 5 hơi giá hơi cao tí nha các bạn, 480.000, có kèm mấy mũi khoan nữa nè. Cái này nếu mà nó đầy đủ đồ giá nó còn cao hơn chút nữa bạn. Cái này nó thiếu một cái taro, thiếu một cái taro M5
nó là gồm 4 5 6 7 8 9 10 11 12 các bạn. Mà thiếu à, thiếu 4, thiếu 5 nè. Đây tới 8 luôn. M8 có rồi, thiếu M9 M10 ha. 9 10, 10 thì hay xài ha, còn cái 9 ít xài. 12 xài nhiều còn nè. Có cần taro nè. Bi-dê răng nè, bi-dê răng ngoài á. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 nằm trong đây ha, đầy đủ luôn. Rồi mình tặng theo mấy cái mũi khoan nữa các bạn, để các bạn muốn taro lỗ phải có khoan. Một mũi này 3 ly mấy. Để taro 4, một mũi 4 ly rưỡi. Hai mũi này chắc taro nhỏ nè, còn mũi 6 ly rưỡi nè. 6 ly 7 mình taro 8 ha. Rồi mũi 8 ly rưỡi nữa, mình taro 10. Đó mình có như đây thì mình kèm theo các bạn thôi. Kèm theo đó nè. Cái này da băng nha. Có đánh da băng đây hết. Đây. Catalog của nó vậy. Cái hộp của nó đây. Thì mình làm vậy các bạn coi nha, coi kỹ đây, rõ đây rồi mua. Đó. Mấy mũi khoan nè. 480.000. Số 6. Một cây cưa sắt. Somat các bạn. Nè mã số là Somat N50 nè. Tay tay cầm bằng nhôm, ở đây bằng sắt. Cái lưỡi cưa này nó dính luôn trong đây mà không thấy thương hiệu nha. Còn cái cần cái cưa này là da băng nha các bạn nè, Somat da băng. Mình bán 130.000. Cái này nó có 3 nấc chỉnh lưỡi nha, mình đang để mức thấp nhất nè, xài cái lưỡi mà chuẩn bên đây được nè. Lưỡi thấp nhất là lưỡi đây, bề dài là nhiêu đây? 1 25 các bạn, 2 tấc rưỡi á. 2 tấc rưỡi nè, mình còn tăng ra được nữa nha, 2 nấc nữa. 130.000 mã số 6. Mã số 7 là một con cưa, đây thông số 210 à, chữ nhật, thấy làm cũng đẹp lắm à, nhưng mà điều nó mỏng đó bạn, rất bén nha. Nhiều không có đánh da băng hay gì, nhưng mà cái này nó bằng da hả, cái vỏ đeo bằng da, cưa nhẹ lắm, mỏng. Này để lên leo lên đó, tỉa cành trên cao quá tiện lắm. Giá bằng cây cưa Đài Loan ở đây Việt Nam mình bán 100.000 các bạn. Tại mình thấy nếu một cái hàng thường thường thì cái này nó không có làm bằng da đâu, nên mình không thấy thương hiệu, mình thấy chữ Nhật vậy thôi, với Nhật hay Trung Quốc nữa nè. Đó, chữ Nhật này hàng nội địa mà à, cái vỏ nó bị cắt một tí nữa nha. Nhưng mà mình thấy cái này bằng da thấy cũng chất lượng quá thôi, mình vỏ lưỡi cưa nó bén nữa nên mình lấy về cho anh em nào hay tỉa cành cây đồ á, hay cắt cây kiểng đồ á, ok lắm, bén. 100.000 mã số 7. Số 8 là một con, một cái đuôi chuột super made in Japan này hoàng luôn, cán nhôm mà nhẹ, một đầu 19, một đầu 17. Cái này là nó có dùng rồi nha các bạn, rồi quăng ngoài bãi nữa, thêm trầy xước nữa, bằng nhôm nè, thân bằng nhôm nhẹ, đầu này thì bằng thép đó, còn nhảy nhẹ luôn nè, đảo chiều nè, đầu 17 19 tiện dụng đó. Nó tích hợp bằng hai cái chìa khóa tự động luôn mà giá có 120 thôi. Mã số 8. Số 9 là 4 cái CB tháo tủ điện các bạn. À, CB này nhỏ nha, chỉ có 6A thôi. CB chống chạm á. Chống ngắn mạch thôi, không có chống giật nha. Thì mình bán 100.000 để các bạn về các bạn gắn vô những cái công tắc, những cái chỗ ổ cắm mà các bạn hay test máy hay xài thiết bị nhỏ nhỏ gì á. Mình test máy mà thiết, ví dụ ai sửa chữa đồ hay test máy đồ á, nó hay bị chạm chập á, có gì CB nó nhỏ thì nó nhảy trước ha. Không nhảy CB lớn đó mình. Còn các bạn mua về thay công tắc cũng được. Máy bơm nước đồ ở nhà gia đình xài á. Mấy cái Panasonic nó có 300 mấy chục W đó rồi, thì chạy mấy những này không được. Trong tủ điện nó rất mới nha. Mình bán set 4 cái 100.000. Mã số 9.
Số 10 là một cái biến thế cách ly. Đó, một điện vô nè, điện vô một không nè, 220 thì mình cắm đây ha. Nè 1 2 3 4 5 6 là nó có ghi số này các bạn, 1 2 4 5 6 là không nè, 220 nè. Mình lấy ra này là không phải, vậy là không phải cách ly, mà để mình đo thử chắc không phải cách ly rồi. Biến thế thường không nè, 2 đến 240 luôn, mà bên nhà mình điện xài 220 mình xài đây, còn bên Nhật nó xài 200 nó cấp đây nè. Ví dụ mình xài cái mỏ hàng Nhật hay gì đó 50 60W ha. Cái này được 55W. Đó. Xài được cho quạt Nhật nè, mỏ hàng nè, mỏ hàng từ 60W đổ lại. Đó thì mình xài cục này. Dây đồng nha. Dây đồng đây nè, đó. Nó ghi nè 50VA nè. Đẹp nhớ rồi. Coi bài đẹp. Nó cao là 5 5 phân rưỡi, chắc là vuông luôn, bề rộng là 6 phân rưỡi, dày là 2 phân rưỡi ha. Chỉ xài cho mỏ hàng với quạt máy đó bạn, công suất nhỏ nha, được cái biến thế Nhật mình bán 100.000 đó. Các bạn nào thích xài riêng cho mỏ hàng á, không có, hay là cái thiết bị gì đó, nhỏ nhỏ công suất nhỏ không có cần biến thế lớn thì bạn mua cái này. Đây để mình đo có phải biến thế cách ly không? Mình nghĩ không phải đâu, cái điện thế như vậy là không phải. Để mình kiểm tra lại. Không nè. Vậy là biến thế tự ngẫu các bạn, các cuộn thông với nhau hết. Nó để cùng bên. Nếu mà thường biến thế Nhật, biến thế cách ly là nó chia cái domino này ra hai bên đàng hoàng. Biến thế thường nha. Rồi để mình xài những thiết bị như quạt máy, mỏ hàng hay gì đó. Nhỏ nhỏ. Đèn led đầu mà của Nhật á thì mình xài cục này. Số 10 100.000. Rồi số 11 bạn có một mỏ hàng 140.000, mỏ hàng God Made in Japan này ngoài nha, cũng mới đẹp. Cái chui điện thì nó thay bằng cái chui này rồi. Đó. Chui xịn này ngoài á, chui dẹp. Dây thì dây chống cháy, quên nói bạn, tất cả mỏ hàng Nhật mình bán là dây chống cháy hết nha. Nè, mình cố tình mình dí vô vậy nè, nó không sao hết đó, đừng dí lâu quá nha đó. Kéo tới kéo lui thì không cháy nha, nóng như vậy luôn mà nó không cháy rồi, không có cháy rồi, tại nó cháy bằng cái dầu diện dính trên đây á, nhưng mà mình ngâm lâu quá để quên là nó cháy nha. Cái nào cũng vậy, dây mà, còn dây bình thường mình chích vô là nó chảy nó liền á. Đây test test gì vậy các bạn, cái này cái mũi zin thảo này luôn, nhưng mà mũi thì mình xài thời gian mình phải thay thôi các bạn, từ 5 cho tới 10.000 tùy loại mũi. 30W, hàng đồ điện tử nha các bạn, nhỏ hàng những cái dây nguồn cỡ như cái dây đồng bỏ hàng này là được nha, lớn hơn nữa thì nó khó hàng nha, hoặc là thiết bị điện tử. Tử nào thôi, mình chỉ nói nghe các bạn hiểu công suất rồi, nhưng mà món hàng Nhật nó 30W rất là nóng các bạn, hàng tốt, 140.000. Các bạn nhớ đừng cắm lộn điện nha, nó là điện trở, nó đứt là thôi đó. Nó giống dở rồi thành món hàng Việt Nam rồi, mình thay cái điện trở vô thì nó không ngon nữa. Rồi món 12, cái này bạn nào có sửa xe, có làm xe cúp thì các bạn cần cái này, tại mình cũng mua về mình tính dọc mình lấy cần lừa heo số rồi nè, để mình thay vô mấy xe mà xài lâu ngày á, nó mòn hai cái mặt này các bạn. Cần lừa heo số con này 1 2 3 4 chốt là 3 số các bạn, của cúp á, nhưng mà cái cặp cần lừa này nó tốt mà xài lâu rồi nó không có khuyết nha, có dấu, nó bóng lên thôi nha chứ không có dấu khuyết nha các bạn. Mình đã cũng từng mở mấy xe Trung Quốc rồi, hay là mấy xe cúp mà xài lâu ngày quá, xài dữ quá thì cái cần này nó khuyết các bạn, vô số nó không được ngọt nữa. Mình thay cái này đó thì luôn, cái cần này mà zin mình ra ngoài mình mua là 100 mấy rồi, ra ngoài chợ Tân Thành đó mua phụ tùng rã xe là 100 mấy rồi, chưa kể con heo số rồi nữa, nhưng mà heo 3 số giờ ít xài lắm, của cúp thôi, cúp 50 á, 50 70, 50 mà đời 81 trở lại nha, còn 70 90 thì nó xài 3 số vậy. Bữa nó có cái lông đền thao nữa mà nó rớt mất rồi, lông đền để báo số
của cúp này, mấy bốn chốt mình bán 80.000 thôi. Rồi có 12 món vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn.